Vâng ạ, hôm nay em Lê Tuấn lại tiếp tục tìm được cho chúng ta một chiếc mọt khổng lồ lớn nhất các bác nhé. Cái mọt này là dài 5 mét, rộng 2,4 mét, cầu 11 tấn, có tháng người lắc kê đầy đủ. Các bác ạ, giá 90 triệu, không giới tả. Các bác nhé, giá 90 triệu, đấy, cao 2 mét, cao 2,2 mét, rộng 2,4 mét, dài 5 mét, với một kích thước khổng lồ này thì bác nào thích thì các bác điện thoại cho em, bác nhá. Đây em đứng ở phía này cho các bác biết này, chiều dài của nó là 5 mét, đấy, cao 2,2 mét, rộng 2,4 mét, giá 90 triệu các bác nhá. Đây là một cái mọt này em được biết là người ta cắt lấy cái sườn này, này để người ta lấy cái này có giấy tờ, nhưng mà lấy giấy tờ bán rồi các bác nha. Đấy, cho nên là cái này 90 triệu thì em thấy nó hơi bị nhức nách, nhưng mà kệ, bác nào cần thì bác chơi loại đại tướng này. Đấy, nói về mọt này là mọt của Trung Sơn, của Tây Ninh đóng các bác nha. Đây này, chữ A này. Đấy, mọi cái này móc chốt đầy đủ, to đùng, vật vã. Hàng đại này thì các bác yên tâm, khỏi phải lăn tăn, không có lo gì bác nhá. Chỉ tên không nhiều thôi, đào núi và lấp biển thì quyết chí vẫn thành công. Một khi đã máu thì không hỏi bố cháu là ai. Xe này các bác không cần phải giấy tờ, nhất là các bác ở vùng sâu vùng xa, cứ mua về là như ở Đắk Lắk, Đắk Nông các bác nhá. Đấy, cái dàn sexy thì vĩ đại rồi. Ở đây là toàn bộ là tôn dập hết các bác nhá. Ở đây này, đây đây là cái loại vỉ sắt của Mỹ ấy, có lắc kê là khoảng đây, thắng người lắc kê hết các bác nhá. Đó, và nhíp thì cực kỳ dã man. Đấy, có nha. Đấy, rồi bác nào thích loại hàng to đùng lớn nhất các bác nhá. Nói về hàng VIP và xịn sò và hàng to nhất thì là chỉ có mọt này là lớn nhất hiện bây giờ. Nhưng mà các vùng mà đang bị công an xử lý thì không dám đi mọt này, thì mọt này vẫn nằm đây. Và nếu như bác nào mà máu thì coi kênh của em, bác thích thì bác trả rẻ xuống các bác lấy bác nhá, em trả cho các bác. Chứ nếu như mọt này bây giờ ra đường ở Tây Ninh hoặc là Bình Dương, Bình Phước thì không dám xài loại này. Đấy, có nha. Đây, 11 tấn vật vã luôn, nhìn là biết 11 tấn rồi. Đó nha, giờ 20 tấn cũng được luôn. Cái bọt này mà chở thì thôi rồi, hết thuốc. Đó nha. Ở đây đây rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều. Nhưng mà ở đây là gara của người ta, người em cũng tưởng là người ta bán thì em lại em review cho các bác, nhưng không phải. Cái xe 3.000 này bán 100 triệu thì các bác tưởng như thế nào, đúng không? Có nhiều chỗ em review rất rẻ, nó chỉ cần 75-80 triệu thôi. Phô 3.000 này này, có gì đâu. Đấy, cũng mọt bình thường thôi, mà nó kêu 100 triệu thì em không thể review cho các bác được. Và rất nhiều cái nó mắc, cho nên là thôi, em cũng không review. Đấy, và nó mắc hơn. Thôi các bác nhá, tao bỏ qua giai đoạn đó mà tao quay về vấn đề này. Nếu như bác nào cần đại tướng, đại chiến thì liên hệ với em. Em đã cho các bác ship cho các bác, trả giá và ship về cho các bác bất cứ nơi đâu. Về loại này cũng không cần gì phải coi làm gì ở mắc công đó, bởi vì nó là hàng vĩ đại quá nhá, không cần phải coi. Vỉ sắt tuyệt vời, bánh đôi mới. Thứ hai nữa là tất cả thắng hơi lắc kê là cầu 11 tấn, nhíp đùng đoàn, không còn gì để nói. Thế thôi. Và cuối cùng thì em cũng báo giá với các bác rồi, bác nhá, 90 triệu. Đấy, cái này đã bị lấy số bán rồi, thì còn bao nhiêu thì tùy các bác bán. Các bác chủ kêu như vậy, em nói như vậy. Nhưng mà để đóng một cái mọt này thì không phải là chuyện bình thường các bác nhá. Nó xứng tầm 90 triệu. Đấy, thì các bác bớt. Rồi, và cuối cùng thì em xin dừng tại đây. Xin chúc cả nhà một chút sức khỏe, nhớ cho em một nút like cũng như đồng hành để cho em có động lực tiếp tục đi tìm cái cũ của người ta về làm cái mới của mình. Em xin dành cảm ơn các bác. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh. Có những lúc bất chợt đến từng phân khúc, từng video nào hợp với các bác alo cho em 0394 326 198. Em đã đồng hành các bác và đi cùng để các bác đến trả giá các bác nhá. Và em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại sau.